Vào chiều ngày mùng 6 Tết năm đó, một cô gái mảnh mai hữu ớt người Hải Phòng xuất hiện ở cửa nhà tôi, tay cầm một tờ giấy A4 có bài thơ mà tôi viết tặng cho chị Lê Thị Công Nhân tại trên Internet. Trong bài thơ ấy phía dưới là có chữ ký sống của tôi, và đấy là như là một lời giới thiệu một người mới của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Người đó chính là Phạm Thanh Nhiên của chúng ta hôm nay. Phạm Thanh Nhiên gia nhập lực lượng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bảo vệ biên giới hải đảo vào thời điểm bắt đầu cuộc khủng bố gay gắt nhất của chính quyền cộng sản. Cô gia nhập ngay lập tức khối tàu 406. Khối tàu 406 là một tổ chức xã hội dân sự đầu tiên của cả nước. Cô chấp nhận tất cả những rủi ro, ví dụ như là một lần bị tai nạn giao thông, vâng, chính quyền Hà Đình Hải Phòng đã bố trí một tai nạn giao thông đối với cô. Rồi ngoài ra cô còn bị đe dọa hành hung của côn đồ và giấy triệu tập, rồi nhân cơ hội đấy thì tạm giữ câu lưu cô của Hà Đình Hải Phòng. Sau này thì chúng ta đều biết là cô bị cái án tù 6 năm, nhưng thật vâng 4 năm trên cái cơ, bởi vì cô đã bảo vệ trên lý luận và trên hiện trường cuộc đấu tranh chính nghĩa của cô. Cô góp nhiều công sức tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc không được. Cô đưa lên Internet các bài viết và chia sẻ với hầu hết các cơ quan truyền thông quốc tế hải ngoại về quan điểm chính trị, xã hội, dân chủ, nhân quyền và bảo vệ biển đảo. Cô kiên quyết đấu tranh thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của cả cá nhân cô và của công dân. Cô thực hiện một chuyến đi Thanh Hóa thăm phỏng vấn các nạn nhân như là ngư dân Thanh Hóa trong vụ bị hải quân Trung Quốc bắn chết và bị thương khi đang đánh cá trong hải phận của quốc gia. Việc làm này của cô nhằm phá vỡ sự bưng bít để che giấu tội ác cho chính quyền cộng sản Trung Quốc mà chính quyền cộng sản Việt Nam đang còn phụ thuộc. Không những cô thực hiện hành vi về quyền biểu tình có trong hiến pháp mà cô còn thực hiện các hành vi như khiếu kiện lên chính quyền khi mà các cuộc biểu tình của anh chị em của nhân dân chống Trung Quốc xâm lược bị đàn áp. Có thể nói là Phạm Thanh Nhiên là một trong số ít người nhận ra và khoét sâu được vào các điều luật dân chủ nhân quyền giả hiệu, như chúng ta vẫn nói là như vậy mà không phải vậy, giữa hiến pháp, cái mâu thuẫn giữa hiến pháp và luật pháp của nhà nước độc tài cộng sản để phơi bày lên trên công luận. Ở đây cụ thể là quyền biểu tình, quyền được thông tin và tiếp nhận thông tin. Các hành vi này đã làm điên đầu của chính quyền độc tài. Sau Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nhiên tôi nghĩ là ngay từ những ngày đầu đấu tranh khi còn khan hiếm với phụ nữ thì cô đã là người phụ nữ can đảm, dù cho đến nay cô nhận được danh hiệu cao quý này. Với Thanh Nhiên ấy, thì cứng rắn và mềm yếu là hai cái đức tính đặc trưng. Đây là hai cốt ấy mà Phạm Thanh Nhiên có trong một người hoạt động dân chủ nhân quyền và phụ nữ. Trong một trang hồi ký, cô đã viết những dòng chữ đầu tiên của bức tâm thư được gõ trên bàn phím: chưa bao giờ tôi thấy mình bộn bề xen lẫn, và cũng lần đầu tiên tôi thấy tự hào và cũng thấy thương bình đến thế. Bức tâm thư sẽ là một lời nhắn nhủ sau cùng của tôi trước khi phải từ bỏ căn nhà quen thuộc để bước chân vào một nơi tối tăm đầy nguy hiểm, đó là nhà tù. Biết trước và chuẩn bị chu đáo tâm thế bị bắt nên 4 năm trong nhà tù, trong đó có hơn 1 năm tạm giam trong một nhà tù khét tiếng, tàn nhẫn và đầy bạo lực mang tên là Trần Phú Hải Phòng. Thêm 4 năm quản thúc tại gia, cơ quan an ninh của chính quyền cộng sản không bẻ gãy được ý chí của cô. Ở trong tù thì Phạm Thanh Nhiên vẫn giữ lại những yêu thương ngoài đời. Cô dành nhiều nước mắt cho một con chó bị chính chủ là cai tù giết hại, để đã chết cấp trên. Cô dành những tình cảm
và vật chất để chia sẻ cho những người xung quanh chịu cảnh tù đày tàn khốc. Những trải nghiệm của cô biểu hiện qua ngôn ngữ, ký tự. Tôi nghĩ cuốn từ thiện sắp xuất bản của Phạm Thanh Niên sẽ đưa cho độc giả rất nhiều cảm xúc. Tôi xin lưu ý là của Phạm Thanh Niên đã sắp xuất bản một cuốn từ thiện. Phạm Thanh Niên ra tù trong thời gian còn bị quản thúc tại gia thêm 4 năm. Dù vậy, Phạm Thanh Niên vẫn tiếp tục đấu tranh. Tôi xin kể một vài cuộc vận động của Phạm Thanh Niên đã tiến hành cùng các cộng sự. Vào tháng 2 năm 2013, cô cùng các cộng sự ra lời tuyên bố của các công dân tự do, cùng với chiến dịch giã ngoại nhân quyền, tiếp theo là cà phê nhân quyền. Tháng 7 năm 2013, cô cùng các cộng sự ra tuyên bố 258. Tháng 10 năm 2013, cô tham gia vận động thành lập mạng lưới của Docker Việt Nam, và sau đó thì cô là một thành viên tích cực. Sau đó là vận động phong trào chúng tôi muốn biết. 2015 là cuộc vận động nhân quyền mang tên 2015, tiếng Anh là We Are One. Riêng bản thân tôi ấy, thì chắc cũng như rất nhiều quý vị rất hâm mộ môn bóng đá. Trong môn này thì có hai khẩu ngữ: phong độ và đẳng cấp. Tôi xin mượn các khẩu ngữ của bóng đá để nói về Phạm Thanh Niên. Cô có cả hai, vừa đẳng cấp vừa phong độ. Với bản thân tôi và các với tất cả nhiều người đang hoạt động dân chủ nhân quyền, thì cái niềm tin là sớm hoặc muộn giấc mơ về một quốc gia dân chủ nhân quyền và thịnh vượng sẽ thành hiện thực ở Việt Nam. Tôi nghĩ nghĩa là cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của nhân dân Việt Nam sẽ thành công trong một góc, dù nhiều hay ít. Khi lịch sử được sáng tạo, tôi tin chắc sẽ có tên của người phụ nữ nhỏ bé hôm nay mà chúng ta đang nói đến. Tên cô là Phạm Thanh Niên.